Xin chào tất cả các cha mẹ và xin chào tất cả các con yêu nha. Chúng ta đang đến với chương trình kể chuyện cho bé. Các ba mẹ và các con thân mến, chúng ta vào sớm với chúng ta điểm danh thật nhanh ở phía bên dưới này, like chương trình và điểm danh tên con và tên mẹ ở phía bên dưới để mẹ hãy biết là chúng ta đã vào chương trình rồi hay chưa nha. Chúng ta điểm danh ở bên dưới, ví dụ như là Nhã Uyên gạch ngang con mẹ Lan, hay là Bảo An gạch ngang mẹ mới, hay là Tuệ Nhi Thủy Tiên gạch ngang con của mẹ Lan chẳng hạn vậy, hoặc là Bảo Ngọc gạch ngang mẹ Bích. Chúng ta điểm danh như thế vậy nhé, để cho mẹ biết là em bé nào đang theo dõi trong chương trình rồi, để mẹ biết là gọi tên cũng như là đồng hành cùng với các con ở trong chương trình ha. Rồi, và chúng ta đừng quên là chia sẻ, chung tay chia lan tỏa chương trình đến tới các nhóm, tới cộng đồng khác, để cho rất là nhiều các cha mẹ khác cũng như là mọi người được tiếp cận đến chương trình kể chuyện cho bé, để những mong là giúp cho hàng triệu các gia đình Việt Nam được phát triển tâm hồn của các con thông qua những câu chuyện kể. Nếu như các cha mẹ muốn cho các con của mình được mở mang trí tuệ ra thì các cha mẹ hãy cùng với mẹ hệ nhé, để nâng cánh ước mơ cho các con, giúp cho các con có thêm nhiều trí tuệ hơn thông qua những cái sự hiểu biết cũng như là phát triển tâm hồn của các con thông qua những chương trình kể chuyện cho bé. Và mục đích của mẹ hệ làm chương trình này là để nâng tầm tri thức Việt Nam, góp phần trong cái dự án như thế. Càng nhiều người được nghe sách, đọc sách, kể những câu chuyện hay thì tâm hồn của các con càng ngày càng phát triển, và không những chỉ các con đâu nhé, chính là mẹ nghe chương trình này cũng như vậy. Rồi bây giờ các ba mẹ nào đã nghe rõ âm thanh rồi và các con nghe rõ âm thanh của cô Hẹ rồi thì hãy comment trên màn hình cho cô Hẹ là số 1. Những ai điểm danh rồi á, thì comment cho cô Hẹ là số 2 nhá. Và nếu mà chúng ta đã nghe rõ âm thanh và chúng ta cũng đã điểm danh rồi thì chúng ta comment cho mẹ Hẹ con số là 1 và 2. Được không nào? Để cô Hẹ biết nha. Cô Hẹ xin chào Nam Khánh và Hà Trâm con của mẹ Diệp nha. Cô Hẹ gọi tên em bé nào thì em bé đó sẽ comment thật nhanh nhé. Cô Hẹ xin chào anh Khoa và anh Tuấn con của mẹ Thơm. Cô Hẹ xin chào Như Quỳnh và Nhật Thảo con của mẹ Thảo này. Cô Hẹ cũng xin chào Ngọc Trinh con của mẹ Thảo Đoàn ha, và Vũ Sơn đúng không? Cô Hẹ xin chào Kiến Văn và Thùy Dương, Thảo Nguyên này, Nguyên Sang và Thảo Ngân con của mẹ Nga. Cô Hẹ rất là yêu ba chị em của Thảo Nguyên, Nguyên Sang với Thảo Ngân, bởi vì cô Hẹ thấy cả ba con, nhất là Thảo Nguyên ấy, với Thảo Ngân á, với Nguyên Sang ấy, thì rất là tự giác luôn, rất là ngoan và hiểu chuyện và vẽ tranh rất là đẹp. Cô Hẹ rất là thích những bức tranh mà con vẽ tặng cô Hẹ. Cô Hẹ xin chào Khánh Vi con của mẹ Nhung này, Gia Hân con của mẹ Nhung, rồi Hà My Đức Dương con của mẹ Hà, con của mẹ Son, Quang Minh con của mẹ Trịnh Anh, Tiến Lâm Kim Oanh con của mẹ Hồng Thảo nữa. Rồi các con có tên thì các con hãy comment thật nhanh số 1 nha. Cô Hẹ xin chào Ngọc Ánh, Thiên Ân với Đình Khánh. Ba các con là rất là giỏi khi giúp đỡ bố mẹ công việc nhà ha. Cô Hẹ thấy các con làm bánh cho mẹ rất là tốt đấy. Cô Hẹ xin chào Nhím và Subi Mimi nha, con của mẹ Diệp nè. Chào Thái Sơn, một chàng trai rất là tình cảm và đáng yêu, luôn chơi với mẹ mỗi ngày ha. Cô Hẹ nhìn thấy con tương tác với mẹ rất là tốt, giúp đỡ mẹ công việc nhà, chia sẻ với mẹ nữa. Điều này thể hiện là con là một chàng trai rất là đầy trách nhiệm đấy. Cô Hẹ xin chào Ngọc Diệp nha, một cô bé cực kỳ tự lập của mẹ Lệ Chi, rất là ngoan nữa. Cô Hẹ xin chào Thảo Phương và Khánh Ngọc, con của mẹ Hường. Cô Hẹ vẫn nhớ là Thảo Phương này, nhà lãnh đạo xuất sắc này, một con người rất là giàu tình yêu thương, gọi là sứ giả của tình yêu ha, và nhà thông thái nữa. Cô Hẹ xin chào chị Thảo con của mẹ Hương này. Cô Hẹ xin chào Vân Hiền, nhà thiết kế thời trang ha, sau này nhớ may cho cô Hẹ một bộ đồ nhé. Cô Hẹ xin chào Bim Bim, Su Su con của mẹ Xuyến, và rất là nhiều em bé khác nữa. Tí cô Hẹ sẽ gọi tên tiếp. Các con có tên và các con điểm danh thật nhanh xuống bên dưới cho cô Hẹ nào, để cô Hẹ biết là các con đã tham gia chương trình rồi. Và bây giờ thì cô Hẹ sẽ đọc cho các con một câu chuyện cô Hẹ đang cầm ở trên tay cuốn sách như thế này. Việc học thì không hề đáng sợ, và cô Hẹ muốn chia sẻ cho các con một câu chuyện rất thú vị ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên đó là Vương Bột Học Y. Câu chuyện như sau. Các con sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì comment nét đẹp trên màn hình nào. Và các con hãy like share chương trình nha, điểm danh thật nhanh để chúng ta bắt đầu với chương trình nào. Năm 13 tuổi, Vương Bột cùng cha đến thành Lạc Dương. Nơi đây khiến cậu được mở mang tầm mắt và thấy rất nhiều điều mới lạ. Khung cảnh náo nhiệt của thành phố này đã hấp dẫn Vương Bột. Thấy điều gì mới lạ, cậu cũng hỏi cho kỳ được. Một hôm, Vương Bột đang đi trên phố thì thấy một nhóm người đang vây quanh một ông lão. Vương Bột chen vào đám đông thì thấy ông lão râu tóc bạc phơ đang bắt mạch cho người bệnh. Ông vẫn bắt mạch rất chuẩn và không cần phải nhìn kỹ hỏi sâu, chỉ cần nhìn sắc mặt của người bệnh mà thôi.
khi được bắt bệnh xong, mọi người lấy một nắm thuốc lá cho ông lão rồi vui vẻ ra về. Vương Bột nghe mọi người nói, thầy Tào đúng là hoa đà tái thế, khám bệnh rất giỏi. Cả ngày hôm đó, nhà thầy Tào tấp nập người qua lại, ông bận không hề ngớt tay. Vương Bột mãi xem ông khám bệnh đến nỗi quên cả ăn cơm. Trời tối, khi bệnh nhân đã về hết, thầy Tào lúc này mới để ý đến cậu bé đứng bên cạnh mình. Sau khi nghe được nguyện vọng, cậu bé muốn theo ông học cách chữa bệnh. Ông xoa đầu nhẹ cậu và nói, cháu về nhà đi, học nghề y vất vả lắm. Một đứa trẻ như cháu không thể học được đâu. Thầy Tào không hề để tâm đến những lời nói của Vương Bột, bởi cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chắc chắn cậu chỉ đang nói vui thôi mà. Sáng hôm sau, Vương Bột lại đến đúng chỗ hôm qua để chờ đợi. Cậu lại tiếp tục chăm chú nhìn thầy Tào chữa bệnh. Hỏi này, hỏi kia, cậu lại còn nhanh nhẹn chạy ngược chạy xuôi giúp thầy Tào mấy việc lặt vặt. Suốt nửa tháng trời, ngày nào Vương Bột cũng đợi thầy Tào ở đường bên cạnh. Sau đó, ông giúp làm những việc lặt vặt, quyết tâm học nghề. Y của cậu vẫn không hề dao động, cậu vẫn quyết tâm như thế. Cuối cùng, vào một ngày, thầy thuốc già đã đích thân đến tận nhà Vương Bột. Sau khi được sự đồng ý của bố cậu, ông quyết định nhận Vương Bột làm học trò, sau đó đưa cậu lên núi học nghề y. Trên núi, hai thầy trò không quản ngại núi cao, rừng sâu, ngày ngày đi hái thuốc. Có những hôm phải đi rất xa, rất xa. Hai thầy trò tìm những thân cây to hoặc hang động để làm nơi nghỉ chân, coi rừng sâu là nhà, coi những loài động vật hoang dã là bầu bạn. Vậy còn thức ăn thì sao? Hai thầy trò về cơ bản không có bữa ăn nào gọi là đàng hoàng hết. Đi đến đâu thì lại hái rau rừng để nấu ăn. Sau khi sống trên núi được một tháng, Vương Bột thấy tâm hồn mình như hòa quyện vào với thiên nhiên hoang dã. Nhà Vương Bột vốn cũng thuộc hàng khá giả. Từ nhỏ, điều kiện sống của cậu đã rất tốt, nhưng cậu không hề sợ điều kiện sống. Khó khăn, khắc nghiệt hay chùn bước trước cuộc sống vất vả này. Ngược lại, cậu lại rất thích một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Hàng ngày, cậu chăm chỉ học hỏi, từ từ, từng bước và mọi thứ từ người thầy của mình. Buổi tối, Vương Bột tận dụng ánh sáng của đống lửa để đọc sách y đến tận khuya. Cậu không hề cảm thấy mệt mỏi bởi cậu đang được làm điều mà mình rất thích. Sau này, Vương Bột đã trở thành thầy thuốc nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại đấy. Các con thân mến, thông qua câu chuyện này thì các con học được điều gì nào? Đầu tiên, cô Hệ xin cắt nghĩa cho các con từng phần một nhé. Thứ nhất là Vương Bột là một chàng trai mới chỉ có 13 tuổi thôi và trong một gia đình thì cực kỳ khá giả. Nhưng mà cậu thì lại đến một ngày nọ thì khi cậu đi bộ ở trên phố và thấy một nhóm người đang vây quanh một ông lão này chính là người người ta gọi là thầy Tào. Và thầy Tào thì được gọi mệnh danh đó là Hoa Đà tái thế. Các con có biết Hoa Đà là ai không? Hoa Đà tức là một cái người mà khám bệnh chữa bệnh rất là tài giỏi ở bên Trung Hoa. Và lúc đấy thì các con biết rằng là thầy Tào cũng tương tự như vậy và được mệnh danh là Hoa Đà tái thế đấy. Ông bắt bệnh này, xem bệnh này, chữa bệnh rất là giỏi luôn, và cứ hàng ngày thì liên tục có rất là nhiều bệnh nhân đến để gặp ông. Sau đó thì ông toàn là chữa bệnh bằng lá thuốc thôi. Và sau đấy thì Vương Bột rất là thích được trở thành giống như thầy Tào, và lúc đấy thì cậu có cái nhã ý là cậu muốn được học theo thầy Tào để cũng sau này cũng trở thành một con người mà giống thầy Tào vậy. Và cứ khi trời tối á, thì bệnh nhân đã về hết nhưng mà Vương Bột vẫn mải xem thầy Tào và quên cả ăn cơm. Và lúc này á, thì khi mà thấy cậu bé
Đứng ở đấy thì thầy Tào đã nói với cậu bé rằng là cháu đi về nhà đi, học nghề y vất vả lắm, một đứa trẻ như cháu thì không thể học được đâu. Và con thấy đấy, cậu bé này á, lúc đầu thì sau khi nghe thấy nguyện vọng của cậu bé này thì thầy Tào lại cứ nghĩ rằng là đây là một cái cậu bé nhỏ xíu như thế này thì làm sao mà có thể theo học được. Thế nên là thầy Tào đã nói với cậu bé là nghĩ rằng cậu bé này chỉ nói vui thôi, vì cậu bé này mới có 13 tuổi thôi mà. Nhưng mà đến sáng ngày hôm sau, Vương Bột lại đến đúng cái chỗ hôm qua mà cậu chờ đợi, và cậu lại tiếp tục chăm chú nhìn thầy Tào chữa bệnh, hỏi cái này, hỏi cái kia, và cậu còn nhanh nhẹn chạy ngược chạy xuôi để giúp thầy Tào mấy việc lặt vặt nữa. Các con ạ, khi mà một người mà người ta đã muốn rồi thì người ta sẽ làm đến tận cùng, và cậu bé này không ngoại lệ. Nhưng mà cậu lại rất là nhanh nhẹn và cậu rất là chủ động nhé. Thế thì tục ngữ ta sao của chúng ta có một cái câu như thế này này: muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Đấy, đấy là một cái lời khẳng định chắc chắn của người xưa chúng ta. Và khi mà chúng ta muốn biết một cái điều gì đó thì chúng ta phải chủ động và hỏi và tìm hiểu, giống y chang như cậu bé Vương Bột này. Cậu đã chủ động này, chăm chú nhìn thầy Tào chữa bệnh, hỏi cái này, hỏi cái kia, cậu lại còn nhanh nhẹn chạy ngược chạy xuôi, chạy đôn chạy đáo để giúp thầy Tào mấy việc lặt vặt nữa. Các con thấy tuyệt vời không? Và nếu như mà chúng ta muốn trở nên giỏi giang thì chắc chắn là chúng ta phải hỏi và phải phải học rồi đấy. Thế thì làm sao có thể thực hiện được những cái điều này đây? Cái thứ nhất cô hẹn muốn chia sẻ cho các con này, các con phải chấp nhận sau này các con lớn lên nhé, các con phải chấp nhận sự sai bảo của một người có kinh nghiệm. Nhiều những em bé, nhất là khi đi ra ngoài đó, thì khi mà có những người có kinh nghiệm, người ta chia sẻ cho mình, người ta nhờ mình làm, người ta sai bảo mình làm cái này cái kia, nhưng mà chúng ta cứ ngại, chúng ta không dám làm thì chúng ta không thể trưởng thành được đâu. Nên là các con đừng có ngại cái sự sai bảo của người khác nhé, nhất là những người có kinh nghiệm. Chúng ta phải lăn vào học, chúng ta thậm chí phải chủ động học, giống như là Vương Bột như thế này này. Đấy thì người ta sai bảo chúng ta làm, tức là người ta sẽ cầm tay chỉ việc cho chúng ta. Thế thì chúng ta đừng e ngại, bởi vì lúc này chúng ta sẽ chấp nhận những cái thời gian thử thách thì chúng ta mới có một tương lai thành công sau này. Cái thứ hai là chúng ta cũng đừng có tự ái khi mà những nghe những cái lời trách mắng của người khác. Trong cuộc sống ấy, cuộc sống này không phải lúc nào cũng có những cái điều tốt đẹp tích cực đến với chúng ta đâu. Thậm chí các con ở nhà cũng vậy, nhiều khi các con cũng bị các ba mẹ la mắng đúng không? Đó là bởi vì các ba mẹ đang mong muốn cho các con được tốt hơn lên đấy. Thế là các con đừng có tự ái nhé, các con hãy phải trở thành những con người mà thực sự là kham nhẫn, và các con hãy hiểu rằng ba mẹ la mắng mình đang mong cho mình, giúp cho mình tốt hơn. Vậy thì các con hãy rèn luyện những cái sự chịu đựng của mình và dám chấp nhận những cái lời trách mắng để các con vươn lên trong cuộc sống, và các con thay đổi, để các con chuyển hóa, để các con có thể tìm ra được những giải pháp cho lần sau tốt hơn, đúng không nào? Hãy can đảm để đối diện với những cái việc mà mình chưa biết, để chủ động học hỏi, để không ngừng thăng tiến trong cuộc sống, trong công việc sau này, và đương nhiên ngay bây giờ thôi, để các con trở nên giỏi hơn. Và giống như là cái chàng trai Vương Bột cũng vậy. Và các con biết không, có một cái điều thứ ba mà để các con làm tốt và làm giỏi nữa là các con đừng có mắc cỡ, đừng có xấu hổ, đừng có che giấu đi những cái khuyết điểm của chính mình. Thì các con phải học với một cái thái độ thực sự là thụ động. Các con đừng có học với thái độ thụ động mà phải hết sức chủ động, giống như Vương Bột ngày hôm nay này. Cậu chăm chú nhìn thầy Tào này chữa bệnh này, hỏi này này, hỏi kia này, cậu còn nhanh nhẹn chạy ngược chạy xuôi. Thế nếu như mà các con ở trên lớp mà khi các con bị cái tình trạng là không thuộc một cái bài học nào đấy, hoặc không biết một bài học nào đó, hoặc không biết làm toán làm văn, các con đừng ngại ngần, chủ động hỏi người bạn này, hỏi người bạn kia, thậm chí hỏi thầy, hỏi cô, hỏi cha mẹ của mình ở nhà, và hỏi cả những cái bạn nào mà bạn ấy giỏi nhất ở trong lớp đấy các con, thì rồi các con cũng sẽ chắc chắn trở thành những em bé giỏi thôi. Nên cái điều thứ ba cô hẹn muốn nói với các con đó là các con đừng có mắc cỡ xấu hổ nhá, đừng có che giấu nhá, cứ hãy thừa nhận là em bé nào càng kham nhẫn, thực sự là khiêm nhường, cúi mình xuống học hỏi, thì cô hẹn tin chắc rằng các con sẽ sau này các con sẽ trở thành những em bé vô cùng giỏi trong cái môn học đó, hay là cái công việc đó đó các con ạ. Và cái điều thứ tư cô hẹn muốn nói với các con đó là các con phải chủ động tiếp thu kinh nghiệm và tri thức, các con đừng bao giờ mà thụ động, mà phải chủ động tìm tòi học hỏi nhé. Và hôm trước thì hôm thứ năm vừa rồi cô hãy cũng chia sẻ cho các con về một cái video mà cha mẹ của các con đi làm rất là vất vả. Bao nhiêu trong số các con đã xem video đó rồi và đã xem cái chương trình kể chuyện là chữ hiếu rồi, thì các con hãy comment cho cô hãy là số 3 xem nào. Các con có thấy xúc động với lại cái video đó không?
Các con có thể thương ba mẹ của mình khi mà phải treo lơ lửng ở trên không trung này, ở trên những tòa nhà cao tầng và bất chấp tính mạng có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền cho các con ăn học đấy. Rồi các con có nhìn thấy những ông bố bà mẹ mà phải cõng ở trên vai rất là nhiều gạch này, rồi từng bao tải một để mà có được đồng tiền thu nhập hàng ngày mang về cho các con có cơm ăn áo mặc không? Thế nên các con biết đấy, các con cần phải thực sự biết ơn ba mẹ của mình và các con hãy đáp đền cái ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ bằng cách là không ngừng học hỏi nhé. Hãy chủ động học hỏi được không nào? Đấy thì đấy là điều mà cô Hẹ muốn nói với các con. Và thông qua cái câu chuyện ngày hôm nay nữa thì có một cái điều ý thứ ba rất là hay trong câu chuyện này, đó là trên núi thì hai thầy trò không quản ngại núi cao rừng sâu, ngày ngày đi hái thuốc và có những hôm phải đi rất xa. Hai thầy trò tìm những thân cây to hoặc hang động để làm nơi nghỉ chân, coi rừng sâu là nhà, coi những loài động vật hoang dã là bầu bạn. Còn thức ăn thì sao? Hai thầy trò cơ bản không có bữa nào ăn gọi là đàng hoàng hết. Đi đâu thì lại hái rau rừng ở đó để nấu ăn. Và sau khi sống trên núi được 1 tháng thì Vương Bột thấy tâm hồn mình như đang hòa quyện vào với thiên nhiên hoang dã. Các con biết là cái sự thành công thì không bao giờ không có những sự khó khăn. Phải có những sự khó khăn, thế nên là các con phải kiên trì rèn luyện cái ý chí này mỗi một ngày, và có như thế thì sau này các con mới trở nên tự lập và độc lập được các con ạ. Và trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì có một cái kết luận như sau này: nhà Vương Bột thì vốn cũng thuộc hàng khá giả, từ nhỏ điều kiện sống của cậu thì rất tốt, nhưng cậu không hề sợ hãi hay chùn bước trước cuộc sống vất vả này. Ngược lại, cậu đã rất thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, hàng ngày chăm chỉ học hỏi mọi thứ từ thầy. Buổi tối thì Vương Bột tận dụng ánh sáng của đống lửa để đọc sách y cho đến tận khuya. Cậu không hề cảm thấy mệt mỏi bởi cậu đang được làm điều mà cậu thích. Vậy thì các con thấy đấy, mặc dù được sống trong một gia đình rất là khá giả, nhưng mà Vương Bột đó rất là chịu khó và không ngần ngại gì những cái cuộc sống khó khăn như thế này. Thế nên là cậu sẵn sàng là cậu vượt qua mọi sự thử thách luôn, và cậu dám chịu khổ. Nên những em bé nào mà dám chịu khổ cực được thì các con sẽ trở thành những em bé thành công trong tương lai thôi. Thế nên là ở trong chương trình truyền nhân của chúng ta có rất là nhiều những em bé như thế. Cô hãy ví dụ như là bé Trần Khôi này, Khảo Uyên con của mẹ Phượng chẳng hạn. Đấy, hay là bé Bình Minh này, con của mẹ Duyên này. Bình Minh là một chàng trai rất là ngoan nha. Hay là hai anh em Tôm và Khoai. Trời ơi, cô hãy rất là yêu Tôm và Khoai, rất là đáng yêu, và cô hãy đang thấy giọng nói của con này, ngôn ngữ của con này, con đang phát âm một cách rất rõ ràng, rành mạch, chậm, chắc, viết chữ rất là đẹp và tự giác làm việc nhà giúp cho ba mẹ của mình. Điều đó thể hiện công khai rất là ngoan ha. Hay là Linh Nga cũng thế, trời ơi, nét chữ của Linh Nga càng ngày càng đẹp hơn, càng ngày càng rõ ràng và tuyệt vời hơn rất là nhiều đấy. Cô hệ rất là cảm ơn Linh Nga và Yến Nhi Khánh Ngân nhé. Hay là Đan Thi và anh Thi này, Gia Ân và anh Linh này, hàng ngày đang giúp đỡ cho ba mẹ công việc nhà rất là nhiều. Rồi cô hệ xin chào Tú Anh Trường Phúc, con và mẹ Chử Hằng. Hai chàng trai à hai anh em rất là vừa đẹp trai vừa dễ thương, rất là dễ cưng, và các con đã đang chia sẻ công việc nhà với ba mẹ đấy. Cô hẹn xin chào Nhật Hải và Vân Anh con và mẹ Hòa nha. Hay là Thanh Lâm cũng thế, một chàng trai rất là chủ động tự giác này, khéo léo làm việc nhanh nhẹn, và dạo này Thanh Lâm không có chơi game nhiều như ngày xưa nữa rồi. Thanh Lâm biết kiểm soát thời gian của mình và Thanh Lâm đang giúp đỡ ba mẹ công việc nhà làm rất tốt đấy. Tức là con dám vượt qua thử thách của bản thân, cũng giống như là cái cậu bé ngày hôm nay, đó là cậu bé Vương Một đấy, dám đi qua những khó khăn, dám chinh phục những mục tiêu mới. Đó là điều cực kỳ tuyệt vời ở chỗ Thanh Lâm, hay là Trúc Quỳnh cũng vậy, hay là Hoàng Thị cũng thế. Đấy, những em bé vô cùng tuyệt vời nhé. Hoàng Thị và Hoàng Bách con của ba Thắng này, rồi Hoàng Diệp, Hoàng Minh con của mẹ Trang này, đó, rất là nhiều em bé khác nữa, và cô hệ rất là chúc mừng các con nhé. Rồi, đây là các con thân mến này, đây là câu chuyện đầu tiên về thông điệp ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên là Vương Bột học y, nên là những em bé nào vào sau thì tí các con hoàn toàn có thể các con nghe lại nhá. Và các con biết không, là cái thông điệp ngày hôm nay rất là quan trọng, và cô hãy muốn gửi cho các con đến một cái thông điệp, đó là các con cần phải thực sự là dám vượt qua khó khăn, vượt qua thách thức. Các con hãy có mục tiêu trong cuộc sống của mình nhá, vươn mình lên, dám vượt qua những rào cản, tự chủ, tự học, tự lập, để sau này các con lớn lên các con có thể thành tài được mà không cần có ba mẹ của mình giúp đỡ. Và thông qua cái chuyện mà cô hẹn muốn nói với các con về việc tự học tự lập á, giống như Vương Bột ngày hôm nay, thì cô hẹn cũng kể cho các con nghe một cái câu chuyện là gia đình sư tử. Đây là một câu chuyện của người Do Thái, là một trong những dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Thế các con có muốn nghe cái câu chuyện gia đình sư tử không? Nếu mà các con muốn nghe câu chuyện thứ hai để các con thấy được là về cái tính tự học tự lập, thì các con hãy comment cho cô hẹn là số 2 để
trên màn hình nhé. Comment thật nhanh để có thể biết được là các con đang rất là muốn nghe. Ví dụ như là Trịnh Thảo con của mẹ Hương này, Tuấn Kiệt con của mẹ Nuti này, Nhật Hải con của mẹ Hòa, hay là Vân Anh con của mẹ Như, Minh Kha con của mẹ Thanh, các con có muốn nghe không? Ngọc Bình con của mẹ Tuyết, Quang Thắng con của mẹ Thảo, Đức Trọng con của mẹ Nguyễn Hương, hay là Thanh Thảo con của mẹ Thu nè, Bảo Vi con của mẹ Huyền Nhi. À, rất là nhiều em bé khác nữa, các con có muốn nghe, hay Duy Khác, Duy Khác con của mẹ Thu có muốn nghe không? Gia Linh con của mẹ Kim Anh, bé Khôi con của mẹ Lanh Lương, rồi Đức Sang con của mẹ Hà Thu, Hồng Anh mẹ Mai này, Bảo Ngọc con của mẹ Thủy, Nhã Uyên con của mẹ Lan. Ừ, nếu mà các con muốn nghe thì các con comment cho cô hệ trên màn hình là số 2 nhé. Chào các con nhé, chào tất cả em bé, nhiều em bé quá cô hệ không thể gọi tên hết được. Các con cứ điểm danh xuống để cô hệ sẽ xem em bé nào mà hay comment và tương tác nhé. Rồi, bây giờ câu chuyện cô hệ muốn đọc cho các con như sau. Câu chuyện mang tên là Gia Đình Sư Tử. Một bà mẹ sư tử nói sẽ dạy con đi săn. Hai anh em sư tử nghe xong liền hứng khởi đến mức chạy quá nhanh, khiến người anh ngã lăn tròn và bị thương. Sau đó, sư tử mẹ cho sư tử anh ở nhà. Hàng ngày, sư tử mẹ và sư tử em vẫn đi săn mồi và chừa lại một phần cho sư tử anh. Sư tử anh cứ thế sống trong sự thoải mái, hàng ngày được ăn uống cung phụng bởi mẹ và em. Cho đến khi hai anh em sư tử trưởng thành thì sư tử mẹ mất, tức là qua đời. Lúc này, hai anh em sư tử phải tự đi kiếm ăn và rồi lạc mất nhau. Phải tự kiếm ăn một mình, sư tử anh bỡ ngỡ và không biết xoay sở ra sao. Thế rồi, trong một lần đi săn, sư tử anh bị thương và không thể qua khỏi. Trước khi chết, sư tử anh chỉ thốt lên một câu rất lớn: "Con hận mẹ." Các con thân mến, một câu chuyện rất là ngắn. Đây là một câu chuyện của người Do Thái ấy. Tuy đơn giản thôi, tuy ngắn thôi nhưng lại chứa đựng những cái bài học rất là ý nghĩa. Không biết là các con có nhận ra được bài học gì không? Nếu mà có, các con hãy comment trên màn hình cho cô hệ là số 4 nào. Các con biết đấy, người Do Thái được xem là một trong những dân tộc thông minh nhất ở trên thế giới. Cái sự thông minh của họ đã không chỉ diễn ra trong một cái thế hệ đâu, mà còn di chuyển từ đời này sang đời khác nữa, rất là nhiều đời. Và người Do Thái thì rất giỏi trong cái việc là nuôi dạy con, họ rất là giỏi, thực sự cực kỳ giỏi luôn. Và ngay từ khi mà còn rất trẻ và nhỏ đó, thì người lớn đã dạy cho những em bé những cái bài học ý nghĩa về làm người, về cách sống tự lập như thế nào, về cách vững vàng ở trong cuộc sống ra làm sao. Và những em bé nhỏ ở bên Do Thái thì được đọc rất là nhiều những câu chuyện, hoặc là được đọc sách rất là nhiều ngay từ bé. Từ nhỏ đó thì họ đã dạy cho con của họ cách yêu sách, cách biết ơn sách, rồi họ đã giỏ những cái giọt mật ong lên trên cái gáy của sách này để cho những em bé được liếm, để các con thấy được rằng là sách là một cái gì đó rất là ngọt ngào. Và các con biết đấy, nhất là những em bé đang theo dõi chương trình kể chuyện cho bé của cô hệ như thế này này, thì chẳng hạn như là Hải Hưng con của mẹ Mai Hà, hay là Thúy Diễm Quang Huy con của mẹ Ngọc Liên, hay là Hồng Anh và Cát Linh con mẹ Mai, hay là Nam Khánh con của mẹ Đào, vân vân, rất là nhiều những em bé. Thì các con đang nghe những chương trình kể chuyện của cô hệ cũng là một cái cách các con đang đọc sách ấy, để mở mang kiến thức. Và người Do Thái thì thường kể cho con trẻ trước khi đi ngủ, cũng giống như các con hôm nay các con nghe trước khi các con đi ngủ, đúng không? Tuy đơn giản bình dị nhưng lại giúp cho các con ấy, những em bé nhỏ hình thành nên một cái nhân cách rất là tốt. Bởi vậy ấy, chương trình kể chuyện cho bé là một chương trình phát triển nhân cách để giúp cho các con phát triển tâm hồn thông qua những câu chuyện kể. Và qua cái câu chuyện vừa rồi đó là Gia Đình Sư Tử, thì người Do Thái đã khéo léo cho các con trẻ biết một điều, đó là để mà có thể sinh tồn được ở trong xã hội này đấy các con, thực sự là các con cần phải có một cái tính tự lập rất là cao. Nếu như các con không được rèn luyện và sinh tồn trong một cái xã hội khắc nghiệt thì con người ta không thể vượt qua được trong cái xã hội này. Thế nên là chúng ta cần phải học cái cách tự lập. Giống như lúc nãy cái câu chuyện mà về Vương Bột đấy, các con thấy đấy, mặc dù cậu bé đấy là một con người ở trong cái thuộc gia đình dòng dõi rất là khá giả, từ nhỏ thôi thì có điều kiện sống rất là tốt, nhưng mà cậu vẫn kiên trì cùng với lại thầy Tào để đi lên rừng ăn lá và
ở rừng, coi những bạn thú là những người bạn chung với mình và sẵn sàng hy sinh cuộc sống mà giàu sang tốt đẹp để mà đi vào cái cuộc sống khắc nghiệt để rèn luyện bản thân. Có như thế thì sau này Vương Bột mới trở thành một thầy thú nổi tiếng của thời Trung Quốc cổ đại. Các con biết đấy, để sinh tồn được trong xã hội khắc nghiệt này thì con người chúng ta cần phải học cách tự lập. Vậy nên ngay từ bây giờ, nhất là tất cả những em bé ở trong chương trình chuyển nhân ấy đang tự lập làm việc nhà cùng với bố mẹ của mình hàng ngày đúng không? Những em bé nào mà đang làm việc rất là tốt ở nhà cùng với ba mẹ của mình được comment trên màn hình với cô hệ là số 5 nhé. Comment số 5 cho cô hệ biết nhé. Và nếu bố mẹ yêu thương và bảo vệ con cái quá mức thì chắc chắn là cũng giống như cái bạn sư tử hôm nay cô hệ chia sẻ là bạn sư tử anh ấy, đến lúc mà khi chết đi vì là được được yêu thương quá và dẫn tới là cứ ở nhà và đi kiếm mồi thì đã có em và mẹ kiếm mồi thả mồi về cho và cứ ở nhà như vậy không chịu đi kiếm mồi, không chịu ở cái cuộc sống khắc nghiệt. Thế là đến lúc mà đi ra ngoài không thể chống chọi được và khi mà cậu ấy chuẩn bị chết đi thì cậu mới nói là con hận mẹ. Và tại sao cậu lại nói là con hận mẹ? Bởi vì á mẹ cậu đã cưng chiều cậu ấy và đã cứ đi lấy mồi về xong lại thả vào cho cậu, không cho cậu ấy được cái sự trưởng thành nào hết. Và chính như thế thì sẽ làm cho cậu ỷ lại nhiều hơn và các con cũng thế. Nếu như ở nhà các con không làm việc nhà giúp bố mẹ, sau này các con cũng giống y chang như cái bạn sư tử anh ấy thôi. Đấy, giống như sư tử anh như thế, nếu không quá dựa dẫm vào cha mẹ của mình thì cũng như là bị nuông chiều quá mức như thế thì sau này các con sẽ có một cái kết cục nó không được tốt đẹp. Vậy nên nếu mà các con muốn có được một kết quả tốt, các con muốn trở thành một con người mà tài giỏi, được mọi người yêu mến nhá, độc lập sau này không cần nhờ vào ba mẹ của mình mà các con hoàn toàn có thể tự lập được, thì bây giờ các con hãy cùng với cha mẹ của mình làm việc nhà này, học tập thật tốt này, thật là nghe chương trình kể chuyện cho bé mỗi ngày để phát triển tâm hồn lên, để mở mang kiến thức đúng không? Và rõ ràng hôm nay các con cũng lại mở mang kiến thức thêm được thông qua hai câu chuyện đúng không nào? Đấy, tốt hơn rất là nhiều những em bé nào mà cứ nghiện game, không chịu nghe chương trình kể chuyện. Và mỗi một ngày thì các con càng mở mang về trí tuệ và sự hiểu biết hơn. Có phải điều đó là vô cùng ý nghĩa đúng không nào? Các con có thấy điều đấy không? Nếu mà thấy điều đó rất là đúng thì các con hãy comment trên màn hình cho cô hẹn là số 5 nha. Rồi, comment cho cô hẹn thật nhanh là con số 5 để cô hẹn biết nha. Đó, ví dụ như Thái An con có mẹ Yến này, Hải Nam Hải Phương con có mẹ Hoa có May này, rồi Bảo Ngọc con có mẹ Thúy này, Khánh Vi con mẹ Bích Thảo này, Bảo Ngọc Bảo Nhi Bảo Duy con mẹ Thúy, Ngân Giang con có mẹ Hiền, hay là Gia An con có mẹ Hiền luôn, Quỳnh Anh con có mẹ Thuận, Trịnh Thảo con có mẹ Hương và rất là nhiều em bé khác nữa, Quỳnh Nhi con có mẹ Hồng Liều ha, rồi Minh Nghĩa Minh Anh con có mẹ Trần Bình. Các con hãy comment nha để cô hãy biết được ha. Và các con thân mến này, thực sự là với cái việc mà các con cần phải đồng hành trong cuộc sống đấy, nó rất là quan trọng. Vậy thì hôm nay hai câu chuyện với cô hãy nghĩ là cô hãy cũng đã truyền tải cho các con rất là nhiều thông điệp ý nghĩa rồi đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một quy trình cuối cùng, đó là quy trình thể hiện lòng biết ơn nhé, để các con biết ơn một ngày vì các con đã trôi qua thật sự ý nghĩa và đáng sống nhé. Bây giờ các con hãy đặt tay lên trái tim của mình nào, và các con hãy cùng với cô hãy thể hiện lòng biết ơn bằng cách là đọc thầm ở trong trong đầu của mình ha. Con nhắm mắt lại nào. Các con hít một hơi thở sâu vào nha. Và thở ra nhẹ nhàng. Con biết ơn một ngày đã trôi qua để con được học rất là nhiều bài học bổ ích. Con biết ơn những bài học tốt đẹp và tích cực mà ngày hôm nay con đã nhận được thông qua những trải nghiệm của bản thân. Con biết ơn bộ não thông minh của con biết ơn ánh mắt, nụ cười, đôi tai, cái miệng, biết ơn mái tóc, làn da, cơ quan nội tạng của con đã giúp con thật sự khỏe mạnh ở trong cuộc sống. Con biết ơn trái tim, bạn ấy 6.700 nhịp đập mỗi ngày đã giúp con có một cơ thể khỏe mạnh và duy trì sự sống cho con. Mặc dù con có thể nghỉ, con mệt con cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng riêng trái tim của con thì không bao giờ được một giây phút ngơi nghỉ. Biết ơn bạn đã ở lại trong tôi và làm cho tôi duy trì được sự sống. Con biết ơn toàn bộ cơ thể của mình, biết ơn đôi chân, biết ơn đôi bàn tay khéo léo đã giúp con có thể đi lại, cầm nắm và chia sẻ công việc nhà cùng với ba mẹ của mình. Biết ơn vì đôi bàn tay thật sự khéo léo của mình để con có thể cầm bút, chơi đồ chơi và làm những công việc mà con yêu thích. Con có thể đạp xe, con có thể lái xe, con có thể đi bộ nhờ đôi chân mạnh khỏe của con. Biết ơn và biết ơn. Con gửi lời biết ơn đến toàn bộ cơ thể của mình. Con yêu cơ thể mình, con trân trọng cơ thể mình. Con tự tin, con mạnh mẽ, con độc lập, con thông minh, con tài giỏi. Con trân trọng cơ thể mình và trân trọng mọi người.
Con cũng gửi lời biết ơn đến cha mẹ, những người đã cho con được đến với thế giới này. Biết ơn vì sự vất vả cực nhọc của mẹ cha, biết ơn vì ơn nghĩa sinh thành của mẹ cha đã dành cho con. Biết ơn ông bà và tổ tiên của mình đã luôn yêu thương và chúc phúc cho con. Biết ơn tất cả các anh chị em trong gia đình đã đến với con để cho con có anh chị bầu bạn. Con biết ơn các thầy cô, biết ơn những người bạn, biết ơn những người mà con đã gặp ở trong cuộc sống đã cho con được thật nhiều những bài học hay và những bài học chân quý. Con gửi lời biết ơn đến mẹ thiên nhiên, biết ơn đến vũ trụ, biết ơn đến cây xanh, ánh mặt trời, ánh mặt trăng, biết ơn những cơn gió, biết ơn oxy, không khí đã giúp con có oxy để thở. Biết ơn tới muôn người và muôn loài. Con đặc biệt gửi lời biết ơn đến chương trình kể chuyện cho bé của cô Hệ lúc 21 giờ đã giúp cho con có được những bài học hay, những câu chuyện thật sự bổ ích. Con biết ơn tác giả của những câu chuyện, con biết ơn những cuốn sách, biết ơn những người đã viết ra những câu chuyện đã giúp con có được những bài học thật hay. Xin gửi lời biết ơn đến Internet bởi vì nhờ Internet mà hôm nay con mới được nghe câu chuyện này một cách trọn vẹn và đủ đầy. Biết ơn và biết ơn. Và các con thật thân mến cũng như các ba mẹ thân mến, chương trình kể chuyện cho bé ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Một lần nữa thì cô hẹn xin gửi lời biết ơn đến tất cả các con, biết ơn tất cả các ba mẹ, biết ơn tất cả các ba mẹ đã gieo hạt rất là rộng lượng, chia sẻ lan tỏa chương trình đến rất là nhiều nhóm khác. Cô hãy tin chắc rằng và gửi lời chúc phúc cho tất cả những ba mẹ nào đã gieo hạt chương trình này, share chương trình này về tường, like, share và tag tên cũng như là share chương trình đến rất là nhiều nhóm khác để chương trình được mỗi ngày được lan tỏa hơn. Xin tri ân và biết ơn tất cả các cha mẹ và biết ơn tất cả các con đã nghe chương trình nhé. Chúc các con và các ba mẹ một đêm ngon giấc. Bye bye.